Nam mô Tim Cua Tu Thanh Hải Vô Thượng Sư, kính bạch ngài cùng đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Con là một Phật tử tại chùa, xuất gia từ năm 37 tuổi, ăn chay, tụng kinh đã hơn 30 năm nay. Duyên lành, tháng 6 năm 2022, con được biết tới truyền hình Vô Thượng Sư qua đệ tử của ngài, rồi con được đọc khai thị của ngài. Con biết ngay ngài là Phật, là Minh Sư. Cảm tạ ngài, bậc đại Minh Sư tại thế đã ra ân cho địa cầu muôn triệu điều thiện lành. Giờ đây con đã 71 tuổi, nhưng con tha thiết mong được ngài tâm ấn. Con tuyệt đối tin tưởng nơi ngài. Nay sức khỏe con còn, con nguyện làm theo lời ngài chỉ dạy. Con mở ba tivi liền lúc, con giới thiệu cho các Phật tử tới chùa biết về truyền hình Vô Thượng Sư, khuyến khích các Phật tử về mở để xem và học. Con làm đồ chay, hướng dẫn các Phật tử cách làm. Ngày mùng 5 Tết, con cùng các Phật tử làm tiệc buffet 11 món cho hơn 60 thực khách tới trải nghiệm. Ngày mùng 10 Tết, tại chùa tiếp tục làm 30 mâm cỗ chay cho hơn 150 khách thập phương về chùa dâng hương cúng Phật. Hiện đã có nhiều Phật tử chuyển sang ăn chay trường. Đã có hai gia đình Phật tử nguyện làm và cung cấp thực phẩm chay cho chùa và cho người dân. Cảm tạ ân điển vô biên mà ngài đã gia trì cho con. Mỗi trưa con ngồi thiền nhìn mặt trời là con thấy hình ngài. Ngồi thiền xong con thấy người rất khỏe. Mỗi khi mệt con ngồi xuống thiền một chút và chỉ sau ít phút là con gần như hết mệt mỏi. Con tha thiết mong được ngài tâm ấn để con được giải thoát, được trở về trong vòng tay yêu thương từ ái của ngài. Con xin nguyện làm theo lời ngài dạy. Con thành kính gửi tới ngài bài hát ăn chay tu tập. Nào chị em ta rủ nhau ăn chay lên chùa vâng lời Phật dạy. Ta nguyện đời này dưỡng tâm từ bi, từ nay yêu thương muôn loài. Màu xanh bao la mẹ thiên nhiên cho ta và cho muôn loài. Dũng sĩ đời này quyết tâm thuần chay, cùng nhau giữ xanh địa cầu để tri ân đất trời. Người ăn chay anh hùng, ta người Phật tử vì tương lai huy hoàng, tâm từ bi sáng ngời và tiến tới thuần chay. Con thành tâm kính chúc ngài trường thọ cùng trời đất. Chúc truyền hình Vô Thượng Sư sẽ phát triển mãi mãi để tất cả người dân trên địa cầu đều được xem. Phật tử Hoài An từ Âu Lạc, Việt Nam.